Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube Báo Nông Thôn ngày nay. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Nam gây xôn xao dư luận vừa qua, bên cạnh Giám đốc Công an tỉnh này cho biết hiện chưa thể khẳng định tài xế container có lỗi hay không. Sau đây là lời khai chi tiết của tài xế container thời điểm trước va chạm. Ngày 15 tháng 2, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương xảy ra trên địa bàn. Theo công an huyện này, tài xế điều khiển xe container là ông Trần Minh Nhật, sinh năm 1982, chú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành. Theo lời khai của tài xế này, trước khi vụ tai nạn xảy ra, xe đang chạy qua ngã tư của đường DT619, đường dẫn cảng Kỳ Hà. Lúc này, hai xe chạy vuông góc, xe container đã qua gần hết ngã tư nên chỉ nhìn thẳng. khi nghe tiếng va chạm mạnh giữa hai xe, tài xế hoảng loạn nên tiếp tục lái thẳng theo hướng đi khoảng 200m rồi dừng xe bên lề đường. sau đó, tài xế đạp thắng dừng xe. người đại khai trước khi xảy ra va chạm không phát hiện xe khách chạy trên đường võ trí công vuông góc với xe của mình. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, có buổi làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam liên quan đến vụ tai nạn trên. Trên cơ sở dữ liệu của Cục Đường Bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69 km h tốc độ xe container là 35 km h Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông. Biển báo cho phép 60 km h xe khách lúc đó chạy 69 km h thì rõ ràng vượt quá tốc độ dù nguyên nhân đúng sai chưa kết luận nhưng xe khách chạy vào đường cấm quá tốc độ cho phép ông hùng nói Sáng 15 tháng 2 trao đổi với báo chí, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe container khiến nhiều người tử vong, để khởi tố vụ án khởi tố bị can thì phải có dấu hiệu của tội phạm, có căn cứ mới khởi tố. Mình khởi tố ai, khởi tố đối tượng gây ra vụ tai nạn đó. Tài xế điều khiển xe khách 16 chỗ nhưng giờ đã tử vong. Giờ buộc phải xem lỗi của các chủ phương tiện thì mới có căn cứ được, thiếu tướng Dũng nói. Hôm qua ngày 14 tháng 2, các anh em đang củng cố hồ sơ để làm rõ. Ngoài ra phải xem xét công tác quản lý nhà nước về vấn đề này, xem có vấn đề gì hay không. Khi khởi tố thì buộc phải thu thập đầy đủ các cơ sở, tài liệu, căn cứ cho chặt chẽ, Thiếu tướng Dũng thông tin. Theo Thiếu tướng Dũng, đối với tài xế chạy xe container thì sẽ phải làm việc với họ để xem như thế nào, tốc độ ra sao, điều khiển thế nào. Qua sơ bộ hiện trường cho thấy, đầu kéo xe container đã qua ngã tư, xe khách đâm vào giữa phần rơ móc của xe container nên tất cả sự việc cần phải được sâu chuỗi, kiểm tra lại kỹ càng, đánh giá mức độ để có căn cứ thì lúc đó mới khởi tố, Thiếu tướng Dũng nói. Thiếu tướng Dũng cũng thông tin hiện chưa thể khẳng định tài xế xe container có lỗi hay không. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B00660 và xe đầu kéo biển kiểm soát 92H00433, 92R00469 dạng sáng ngày 14 tháng 2 khiến 10 người chết và nhiều người khác bị thương. Một lần nữa, gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc lái xe trong khung giờ đen, khi lái xe thường dễ mệt mỏi, buồn ngủ theo các chuyên gia đây là thời điểm nghỉ ngơi theo nhịp sinh học của con người nên lái xe thường mệt mỏi và buồn ngủ bên cạnh đó đây cũng là khoảng thời gian đường vắng cộng với suy nghĩ lực lượng chức năng ít kiểm soát xử phạt dễ tạo tâm lý chủ quan cho tài xế chạy quá tốc độ vượt ẩu chuyên gia giao thông tiến sĩ phan lê bình nói và cho biết ban đêm mức độ chiếu sáng kém cũng ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng xử lý tình huống của tài xế đồng quan điểm tiến sĩ khương kim tạo nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông về đêm là do sự chủ quan và thiếu tỉnh táo của người điều khiển phương tiện tiến sĩ nguyễn minh hiếu trường đại học giao thông vận tải cho biết thêm đối với các lái xe thương mại xe container xe tải xe khách hợp đồng tài xế có thể đã làm việc căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục chạy xe vào đêm khiến thể chất kiệt quệ Tài xế có thể đã làm việc căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục chạy xe vào đêm khiến thể chất kiệt quệ. Trong khi đó, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhìn nhận các vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm, gần đây đa số liên quan đến xe khách hợp đồng, đi tuyến lạ trong khoảng thời gian từ quá nửa đêm đến dạng sáng, tâm lý chủ quan thường dẫn đến vi phạm tốc độ. Ngoài ra, đối với vụ tai nạn ở Quảng Nam khiến 10 người chết, tài xế đi vào đường cấm có thể do đi vào ban đêm, khả năng nhận biết về tổ chức giao thông gặp khó khăn là hành vi không cố tình nhưng cũng không loại trừ khả năng cố tình đi vào với suy nghĩ chủ quan cho rằng mật độ phương tiện di chuyển ít có thể rút ngắn hành trình tiết kiệm thời gian các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần siết chặt các quy định về vận chuyển trong thời gian ban đêm quy định rõ lái xe phải được nghỉ ngơi đầy đủ và quy định cụ thể người chịu trách nhiệm giám sát hiện đã có quy định các phương tiện vận tải phải lắp đặt camera giám sát hành trình camera giám sát người lái để doanh nghiệp chủ động theo dõi quản lý đồng thời truyền dữ liệu về cục đường bộ việt nam tuy nhiên đến nay chưa có công nghệ để khi tài xế có dấu hiệu lạ ngủ gật mệt mỏi ốm đau bất ngờ có thể đưa ra cảnh báo tức thời giúp doanh nghiệp kịp thời can thiệp theo các chuyên gia trên thực tế việc khai thác triệt để nguồn dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích đảm bảo an toàn khi lưu thông nhất là mang tính dự báo cảnh báo chưa được thực hiện đầy đủ tiến sĩ nguyễn hữu đức chuyên viên cao cấp jica cho biết với hàng triệu phương tiện thì không thể xử lý núi dữ liệu bằng sức người mà cần áp dụng công nghệ và chuyển đổi số chính là chìa khóa trước mắt theo tiến sĩ hiếu đối với hoạt động vận tải các doanh nghiệp phải có giải pháp quản lý chi tiết hơn để có cơ sở thống kê thời gian làm việc và xử lý khi có tình Tình trạng lái xe quá thời gian quy định. Ngoài ra để hạn chế tai nạn giao thông vào ban đêm, cần tăng cường hệ thống ánh sáng, cảnh báo trên đường nhằm hỗ trợ quá trình di chuyển, nhận biết đường của tài xế. Dù theo kế hoạch thanh tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa lỗi vi phạm tốc độ và yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm soát vào khung giờ ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông, nhưng cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Thượng tá Phạm Việt Công nhấn mạnh tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo